Ra thì Phêrô cũng chỉ là những con người yếu đuối thôi. Có lần Chúa cũng đã cảnh báo đó, Simon này, Satan đòi sàng con như sàng gạo vậy. Mà thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất đức tin, và một khi con trở lại, con hãy củng cố đức tin của các anh em con. Cho nên thưa anh chị em, tất cả chúng ta hãy hợp nhất trong đức tin của Hội Thánh, và cụ thể là hợp nhất với Đức Thánh Cha. Hội Thánh phát triển được, vững mạnh được là sự hợp nhất thôi. Không phải nhờ xây dựng công trình nhà thờ, các công trình khác rồi củng cố cơ chế mà Hội Thánh mạnh. Không, Hội Thánh mạnh là nhờ hợp nhất trong đức tin. Và đức tin đó là đức tin của Hội Thánh, chứ không phải đức tin của chúng ta nghĩ ra. Tại Tổng giáo phận Hà Nội này, năm ngoái anh chị em đã có cái công nghị 2022 rất là quý và rất là quan trọng. Và anh chị em đã chọn cái định hướng mục vụ cho năm 2023 này, đó là canh tân đời sống đức tin bằng cách đọc, suy gẫm và cầu nguyện với tin mừng, đặc biệt là tin mừng Matthew. Đức Tổng giám mục Hà Nội đã kêu gọi anh chị em cuốn tin mừng trở thành bạn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Hãy để cho các giá trị tin mừng thấm vào từng suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ nên men, nên muối và nên ánh sáng cho thế giới hôm nay. Hãy bám vào tin mừng, bám vào giáo huấn của Hội Thánh. Đừng có chạy theo các cái trào lưu tư tưởng thế tục. Nó không có bền vững đâu. Một thời gian nữa qua đi hết thôi. Rồi chúng ta cũng đừng để mình bị lôi cuốn bởi các cái áp lực dư luận trên các trang mạng xã hội. Nó chẳng có gì là chắc chắn cả. Bám vào Chúa. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nói chúng ta, trong suốt cả cuộc đời của Ngài, cuối cùng mọi sự đều qua đi. Cuối cùng rồi, chỉ có tin mừng của Chúa Giêsu là còn mãi. Cái hợp nhất trong đức tin đó, đó là cái tiêu chuẩn hành động của chúng ta. Còn ngược lại, nếu chúng ta xây dựng đức tin trên ý riêng của mình, theo cái logic của mình, theo cái sự suy nghĩ của mình, chúng ta có cái nguy cơ tách rời khỏi giáo hội. Chúng ta hợp nhất trong đức tin để chúng ta hợp nhất với Đức Thánh Cha trong cái sứ vụ của mình. Sứ vụ làm chứng cho Chúa, sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta hiệp nhất trong đức tin, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta bị giam hãm, khép kín trong cái ngôi nhà chật chội của chúng ta. Nhưng mà như tài liệu của Thượng Hội đồng mới đây mời gọi, chúng ta phải nới rộng cái lều của chúng ta ra. Cái lều này này, cái lều thế gian này, cái lều Hội Thánh này, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và đã cắm lều ở giữa chúng ta. Hãy nới rộng lều để cho tất cả mọi người, ai cũng có thể vào trong lều được. Thực sự thì anh chị em thấy nhiều người muốn vào lều lắm đó. Nhưng mà lều chúng ta quá hẹp đi. Và khi vào lều thì gặp quá nhiều cái cản trở đi. Lều hẹp rồi gặp bao nhiêu sự cản trở. Hẹp hòi, bị cản trở vì cái nhìn của chúng ta, vì sự cao ngạo trịch thượng của chúng ta, vì sự an phận lười biếng nữa, vì trái tim chúng ta hẹp hòi, sơ cứng, vì vô cảm dửng dưng, vì chúng ta chưa biết nhìn anh chị em chúng ta bằng cái nhìn của Chúa. Lều chúng ta quá hẹp mà quá nhiều rào cản. Anh chị em biết cái quan tâm hàng đầu của Đức Thánh Cha Francisco là gì? Là chúng ta không ở lì trong cái lều này, không ở trong nhà này, mà còn phải đi ra đến với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, người bé mọn. Nghèo và bé mọn về nhiều phương diện lắm. Về kinh tế, về vật chất, về văn hóa, về tâm lý, về tinh thần, về đời sống thiêng liêng. Chúng ta phải đi ra, nới rộng ra, nới rộng cái lều của chúng ta ra một chút nữa. Chúng ta đi ra để phục vụ, để làm chứng cho Chúa bằng những cái nghĩa cử yêu thương. Đức Thánh Cha Francisco nhắc chúng ta thế này: Hội Thánh phát triển
không phải bằng sự chiêu mộ, bằng sự dụ dỗ, không phải bằng bất cứ gì hết. Hội thánh sẽ phát triển bằng sự hấp dẫn, sự hấp dẫn của cái đời sống bác ái, của sự phục vụ âm thầm khiêm tốn, nhưng đó là sự phục vụ của Chúa, và hội thánh sẽ phát triển. Chúng ta phải xác tín về cái điều đó. Trong bài tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ đi ra khơi, đi thả lưới. Và đây cũng là cái chủ đề lớn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài mời gọi chúng ta hãy ra nước sâu thả lưới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai nói là hãy ra khơi, ra chỗ nước sâu. Anh chị em biết quá rồi, chúng ta quanh quẩn trong bờ, đi gần trong bờ, men men bờ thì không gặp sóng gió, an toàn lắm, nhẹ nhàng lắm, không vất vả. Nhưng mà đi từ sáng đến tối về gặp cái gì? Vớt được mấy con cá lòng tong, mấy con tép, mấy con cá vớ vẩn thôi. An toàn, không gặp sóng gió gì hết. Nhưng mà kết quả là con tép, con tôm vớ vẩn vậy. Truyền giáo mấy chục năm chẳng ăn thua gì hết, vớ toàn tôm tép, không phát triển được. Thánh Giao Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mời gọi chúng ta theo lời của Chúa Giêsu ra khơi, ra xa, ra chỗ nước sâu. Ra chỗ nước sâu thì làm sao? Thì sóng gió, thì nguy hiểm. Nhưng mà ra đó thì mới có cá to, ra đó mới có nhiều cá. Cái công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng sẽ phát triển được nếu chúng ta dám liều mạng mà đi dấn thân, can đảm tìm những cái nẻo đường mới, đi ra xa, ra ngoài khơi, dám liều chết vì sự chấp nhận, sự hy sinh thì có kết quả. Đừng có ở lại trong bờ. Ở lại trong bờ an thân lắm, nhàn lắm, mà không vớ được cái gì hết á. Và chính vì thế khi ra khơi thì phải làm thành cái bè, kết bè lại. Và đó là ý nghĩa mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải biết sống hiệp hành. Ra khơi mà đi trên mà mỗi người một cây tre là chết thôi. Mà nếu kết bè lại làm thành cái bè lớn đó. Đức Giáo Hoàng là thuyền trưởng, tất cả mọi người chúng ta ở trên cái bè đó, cái bè lớn lao của cả cái vũ trụ hoàn vũ này, chúng ta ra khơi an toàn và kết quả. Đó chính là cái niềm mơ ước của Đức Thánh Cha Francisco muốn cho chúng ta xây dựng cho hội thánh hôm nay. Ước gì được như vậy. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.